Về trong lô này về được một đôi loa chân bô xịn rất là đẹp. Chân này thì các bác cho được vào rất là nhiều các cái dòng loa bô khác nhau. Ví dụ dòng 1, 2, 1, dòng nói chung là nhìn chung tất cả những cái dòng loa bô các bác thích cho giá này rất là đẹp. Bô xịn nhá, chân bô xịn luôn. Rất là mới này. Đây là cái băng dính thôi. Vận chuyển về dán băng dính là nó đóng quá. Sốt hôm trước và sau là thiết kế hai cái lỗ này nếu như có ấy thì mình bắt và đây thì nó không bị lật. Chân rất là chắc chắn. À, chân kim, chân đồng rất là gấu, chắc chắn, bóng bề rất là đẹp, vỏ bóng. Các bác có nhu cầu alo cho số điện thoại 098 369 8880.